cái phước nè, quay lên vậy đó, chứ nhiều người mà muốn vậy không được đâu nha cưng ha. Ê, nó nghe nè, chị nói sơ qua cho cưng biết nha, tại vì chị không có ấy ha. Chị nói cưng nè, cô em này á là Quan Thế Âm điển xuống nha nha, tại vì chị đã thấy Quan Thế Âm điển xuống ở núi Hùng Cấm chùa Vạn Linh á, làm điển cho bà 80 mấy tuổi á ha. Yeah. Chị coi cái clip hồi tối này chị mới biết nè, quay từ đập đầu á nghe, cái người nào mà đánh giá đó nha là coi từ đầu đúng không. Yeah. Đó là được ông hộ pháp thì ông hiền, ông hộ pháp đây ông dữ, thấy không, là hai ông Tiêu, ông hộ pháp đó là cũng Quan Âm luôn, cũng Quan Âm luôn, chứ không phải là ông Tiêu, ông hộ pháp là cũng Quan Âm luôn, hiện hai hình tướng, một hình tướng hung dữ, một hình tướng hiền, đúng không? Thành ra nên á là hai ông là Quan Âm theo con Ben này là hiện ra hai cái hình tướng hết. Tại vì người ta không có biết, chị biết nè, mà chị không có dám nói ra, tại vì bữa nào mà chị cưng cứ ấy là chị nói ra hết cho nghe cái bí mật này. Đó. Cô Ben này là không phải là cô Ben này đã tu đời kiếp đã thành tựu rồi, và trong kiếp này khổ quá, xuống thử thách khổ quá, thành ra ngài mới cứu vớt lên. Đúng không? Ngài cứu vớt lên để cho cái người nữ này không còn đau khổ nữa, bất hạnh nữa, bất hạnh từ nhỏ tới lớn, rồi tới lấy người chồng cũng bỏ hắt hủi, rồi Quan Âm chịu đau không nổi. Quan Âm có ngài, ngài có thằng nhãn mắt thấy, lỗ tai nghe, thành ra ngài thấy chúng sanh như vậy thầy không chịu nổi, ngài mới điển xuống, chứ không phải mẫu như ngươi cưng. Cái người mà nói tầm bậy nghe mang khổ nghiệp là bị bán Phật đó, bị bán Văn Thế Âm Bồ Tát đó, thì nó cứ nghe hiểu không? Nghe không? Ừ, mà cưng á, chị coi mấy cái clip cưng á, chị clip thấp mà chị dốt, chị không có biết ấy. Mà trời Phật cho chị biết được biết chữ đọc kinh, chứ chị viết không có được, chứ chị mà bấm điện thoại, chị nghe biết cháy thôi. Nó, mà chị nói cho cưng nghe nè, cái cưng nó làm thiện, thì cái thiện tới chứ cưng, cưng làm ác, cái ác tới chứ cưng. Tại cái Quan Âm hiện ra hai cái hình tướng, mình thấy luôn, mình biết á, đúng không? Ông Tiêu và ông Tiêu và ông Hộ Pháp, nó là cũng Quan Âm không? Ừ, bởi vì nên nhiều người ta hỏi không biết hai ông này ông nào. Đó, chị coi từ đầu tới cuối chị mới xác định được nghe cưng, chứ hồi lúc mà chị mới coi là chị thấy tội nghiệp cái Ben thôi, chứ còn ngoài ra bây giờ nó nói ra bây giờ là ai cũng là muốn cái thiện hết trơn á. Mà mấy cưng á, làm cộng đồng mạng á, thì mấy cưng đưa lên cái thiện và thích coi, mà cái nào mà vừa nói cái ác là chị tắt liền, chị không coi, đúng không? Thấy không, thì nó thiệt luôn á, bất cứ ai cũng vậy trơn á. Mà những là cái ác là ai không, là ngoài đạo. Cái người bị bán Ben nó là ngoại đạo, chứ không phải là trung đạo Phật đâu nha. Đạo Phật không có dám đâu nha. Chị nói cười hiểu không? Đạo Phật không có dám bán với Ben đâu. Mà với Ben này sao nữa, này là tu là tiến tới luôn cái đường giải thoát luôn. Còn mà còn trường nữa, trường thấy tội nghiệp Ben thôi. Trường khắc là thương cái tình cảnh của Ben như vậy. Hai đứa nhỏ và cái xác nó đi như vậy. Chứ hy sinh, mình hy sinh cho người khác là cũng cúng dường cho Phật, rồi cũng như nhà hảo tâm, những cộng đồng mạng nè, rồi những nhà trong nước ngoài nước, có cái tâm mà thương người đó là cái đó một vị Phật không có người cưng. Cái người mà hỗ trợ cho cưng đó nha, là đưa cho cưng cái từ thiện là cũng một vị Phật không đó, chứ không phải là tầm thường, đừng có nói Bồ Tát nha. Phật không mới làm được, chứ nhiều người ta 50 tỷ, 50 tỷ, ta không có dám bỏ ra làm 100 ngàn hay 1 triệu người ta làm từ thiện đâu. Người ta đi chơi du lịch, chu này, chu kia, chu nhỏ, chu hí không à, đúng không? Bây giờ chị cũng thực hiện là chị biết nè, chị tâm chị á, chị nói thiệt nha, chị làm nhiều chồng chị đi rồi chị mới nói nha, chị làm hết trơn luôn, chị cho hết luôn, chị làm hết luôn, chị không có nghĩ về bản thân cho chị đâu, chị nói thằng cái cưng vậy đó, chị mới giúp đâu, thấy không? Chị làm cái gì được thì chị làm, còn mà chị thấy mà cảm thấy chị làm không được thì chị không làm. Chị nói cưng ơi, giờ khổ lắm cưng ơi, chứ không phải xuống đâu, mà đời mật pháp này Phật hiện thân xuống có nè, chị thấy luôn nè, mà chị không có nói ra được đâu, hiện thân cứu những cái người mà mất con mất tích ngài sẽ nói ra hết nè. Chị nói thiệt á, chị muốn nó giúp đâu, bởi vì chị nói cho chồng chị nghe nè, chị nói cho cưng này, chị con này nữa thôi, chị mất làm con chuyện nha. Hằng nó biết Hằng không, cưng coi cái clip biết Hằng không? Phương Hằng á, nó cái ác khẩu á, ác khẩu lên á, bị bán cái người từ thiện người ta. Mình có tiền mình bỏ ra không bằng cái công nha. Mấy cưng là cái công của cưng người lớn luôn á. Cái công của cưng lớn, mấy cưng đi quay cho người ta bớt đau khổ, người ta được mừng, người ta được vui, thì Phật cũng được vui. Chứ không phải là mẫu nhiên nha. Là cái cưng là cái công lớn nhiều hơn là những chị bỏ tiền ra. Chị tuyên bố luôn, cái công của mấy cưng á là lớn nhiều hơn chị bỏ tiền ra nữa. Tại vì chị đâu ngồi chỗ chị có tiền, mà chị đâu có biết ai mà đem cái đau khổ của ai đâu. Mấy cưng đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mấy cưng cái biết cái đau khổ của người ta, mấy cưng đem để trao cho người ta. Nó là thấy cái công của cưng lớn không?
Chúng nhận Phật nói luôn á, chị nói thiệt luôn á, chị là dốt thiệt, chị không biết chữ nào mà Phật cho chị biết đọc kinh niệm Phật là cái màu nhiệm của Phật, và gia đình chị yên ổn là được cái màu nhiệm của Phật, và nhưng những mình tu rồi là có cái sáng như cưng, có trí huệ nha, cái nào giả cái nào thật biết như cưng. Chị nói thiệt á, cái người giả đó nha, không bao giờ mà chạy xe đạp mà cầm mà quơ chạy một ba gì đâu, mà có người giả đó nha, băng qua đường sợ xe đụng chứ. Tại sao bé anh băng qua đường đi từ bước không sợ xe đụng, đúng không? Chị coi cái clip này đó, chị mới biết là sự thật luôn, là 100% luôn, chứ không phải là 100% là chứ chừa là 1-2 cân. Chị nói quỷ bán bé bèn là quỷ bắt Pháp luôn đó. Bé bèn nói là cái gì Pháp không đó, Pháp thì chị có học qua, học giáo lý nè, chị có đọc kinh của Phật nè, kinh Bảo Ăn nè, kinh Cổ Hiền Bồ Tát nè. Chị nói thiệt luôn á, chị rất là thương bé Ben lắm á. Một ngày nào chị có đủ duyên chị xuống dưới á. Thiệt. Kinh biết không? Nghe không? Để nghe chị. Bởi vì nên á, chị nói cho kinh nghe nè. Chị nói không á, là mình á, làm người với người thương với nhau. Phương Nam là cha anh, phương Bắc là mẹ anh, phương Nam là anh chị em, là bốn phương đều bà con dòng họ hết. Cái người mà hỗ trợ cho Ben đó nha, là toàn bộ nhiều đời nhiều kiếp là cũng bà con dòng họ với Ben rồi, chứ không phải mẫu nhiên đâu cưng. Chị nói thiệt luôn á, chị không phải nói dốc đâu à, chị nói dốc là ngôn ngữ, chị tội tới 4 lần đó, đúng không? Mình nó dốc nó sượt đó nha, mình nó quan nó ta, mình tội tới 4 mà không được giải thoát luôn. Ben nói kêu mình á, giữ tâm thanh tịnh, quay về cái bổn tâm của mình, là mình ăn hiền ở lành, mình biết tu hành, thấy không? Còn mà mình đừng có ham sân si là không được giải thoát, rồi đọa địa ngục, đúng luôn, đúng 100% luôn. Đức Phật nói luôn, tại vì chỉ lấy cái người sân si rồi người ta không có phước báo gì chân á, còn nhưng cái người mà thanh tịnh rồi là phước báo đến với người ta, đúng không? Còn mà lúc mà chị coi Ben nhiều lắm đó nha. Chị coi hồi lúc mà đưa 1 triệu cho sư cô, mà bên trong chùa sư cô xỉ xỏ mà Ben im lặng. Trên nói thôi không có là thôi, xin lỗi, không có là thôi, 2,5 triệu, không có là thôi. Đúng người ta giả, cái người mình sân si lắm nha cưng. Chứ con người của mình á, chị nói thật luôn á, con người mình ham sân si lắm, mà mình nói động cái gì mà xỉ xỏ người ta hay là nó sai người ta là người ta săn dữ lắm, mà Ben không bao giờ săn. Thì ok bé Ben như vậy đó cưng, gửi cho nên con đường Ben này đi hành pháp đó là đúng sự thật của Đức Phật luôn, chứ phải giỡn đâu. Mà nhiều người ta nghĩ quỷ bán là cái đó, cưng nghĩ đây là ngoại đạo chứ không phải chung với đạo Phật đâu. Đạo Phật không bao giờ quỷ bán như vậy, ta coi từ đầu tới cuối nha, phải quỷ bán nha, coi ngang cũng không được nghe, cũng như là sảnh hàng coi cái em chồng chị nói trời ơi, nó chữ chính nghĩa, chị nói chính nghĩa còn khỉ móc. Đức Phật nó không có chính nghĩa, cái này khẩu nghiệp, một ngày nào nó phải bẻ cái nạn rất là lớn, tin không? Trong coi mấy cái tháng này tháng, trời ơi, nó vô tù rồi, mẹ nó đúng quá cái đã. Mẹ nó vô tù rồi, tôi nói trời ơi, Phật nói mà, Phật nói đúng quá mười luôn mà, sao không được. Nó bây giờ nó ở trong tù nè, bây giờ cho ở trong tù mới nếm mùi cái đau khổ nè, khẩu nghiệp đó, cứ thấy khẩu nghiệp nặng chưa? Không, Đức Phật nói nè, Đức Phật nó không cho quỷ bán một chúng sanh nào hết. Chúng sanh là một vị Phật tương lai, mình cũng là một vị Phật tương lai, mình tu được 5 giới rồi mình mới được làm người, chứ không phải mẫu nhiên được làm người nuôi cưng. Chị nói thiệt á, chị đi phóng sanh là chị cũng biết nè ha. Chị nhìn cái con cá nó mừng ha, nó lung tăng, nó ngóc đầu lên cảm ơn 3 lần luôn, cả con cùa luôn nữa, nó biết ơn nữa, nó có Phật tánh không? Đức Phật nói là chúng sanh đều có Phật tánh, không phải chúng sanh là mình không, chúng sanh là mình, rồi con vật này con vật kia nữa, nó biết cảm ơn mình, nó cưng chứ không biết cảm ơn đâu nha. Bởi vì nên chị thương, tôi cũng thương cường lắm, thằng gì mà đấy con Ben đó. Chị nói là chị cũng muốn tài trợ cho nó tiền cất nhà, nửa lúc này người ta làm này làm kia, người ta ngưng tài trợ cho nó rồi, không tội nghiệp 2 đứa ghê luôn á. Chị nói thiệt luôn á, chị nói phải nói cho nó toàn cái tâm của chị nha. Chị khóc cho những người mà quỷ bán người khác, chị rất là đau lòng cho cái người đó cưng. Cái người mà không hiểu biết được thì đừng nên nói, còn hiểu biết được thì nên nói, cái nhìn cho người ta bớt đau khổ, người ta có cơm ăn áo mặc, có sữa con, có sữa uống. Còn cái này là quỷ bán để người ta thấy khổ tiếp, người ta khổ biết bao nhiêu rồi, khổ Phật là khổ rồi. Chị coi mà chị khóc luôn á cưng, chị nói thiệt luôn á. Mà cái người có tâm không bao giờ mà làm như vậy đâu. Có người giờ ngày nay quan âm cho người ta nói tên pháp là có cái phước, cưng biết không? Cái nói pháp là phước đứng đầu luôn á cưng, pháp là phước đứng đầu luôn mà không ai biết hết. Thành ra bên nói pháp gì đó rồi bắt đầu chúng sanh lấy thương tâm,
nó đúng chính pháp của Phật, ta có tu người ta biết cưng, giả thiệt người ta biết hết cưng, chứ không phải như mấy người kia nghĩ đâu nghe cưng. Là hồi có pháp rồi đó, cái phước người ta đem lợi ta cho các nhà các cửa đem con về, chứ không hỏi cưng hỏi chị, cưng nói cho cưng nghe nè, nếu mà công nhờ nói pháp như vậy đó, đâu có ai thương đến đem đâu. Anh ngồi bán quanh năm suốt tháng, bị người chồng này gắn mũi, người chồng kia khắc khủi bỏ đi. Trời ơi, thấy người chồng mà vô lương tâm bỏ cô mà như vậy, nên nhân cưng nghĩ làm sao? Đường bà ấy vậy, đau khổ, ai cũng đều thương tên hết, cả thế giới luôn, chứ không phải riêng trong Việt Nam mình đâu. Chị nói chị pháp thôi chị. Chị pháp thôi hả? Chị tụi nghiệp, chị tụi nghiệp con Ben với con Cường. Con Cường á, là người hộ pháp cho con Ben để dựng dựng lại cái tâm hồn của nó. Lần đầu tiên mà lần đầu tiên một vị khán giả mà gọi cho em mà khóc gì luôn á, nói về con Trường không bao giờ, không bao giờ con Ben không, không bao giờ con Ben giả đâu. Chị coi cái clip từ đầu tới cuối chị mới đánh giá được, không bao giờ giả đâu. Chị thấy cái người chứng kiến mà Quan Âm điện lên nè, điện lên chừng 5-10 phút là ông cho điện lâu luôn cưng, nói cho mình nghe đặng mình sửa lại. Mình sửa làm chi, mình không có làm ác nữa, mình sửa làm chi đặng mình được giải thoát, chứ không cưng. Mình sửa đặng mình giải thoát cho bản thân mình, chứ tại sao mình hủy bán một giờ ai cũng vậy, điều ai cũng vậy hết. Những người ta cho bên chị rất là mừng, tại vì vượt qua cái hình ảnh ít khổ, khổ quá rồi, bên khổ quá rồi. Cuộc đời á, là chân thật là đã ra cái thật, cái giả thì nó ra cái giả, không có tránh đâu khỏi được cái tức cưng. Mà đừng có nói người ta giả thế này, mượn danh mượn đi, mượn lại đi, người ta đâu có xin tiền mình. Ta thấy người ta thương, người ta cho tiền mua Phật mua đồ quá trời không, mà người ta không cho thờ ông Tiêu với ông hộ pháp thì bên cũng đem lên trên gác như trển á, đâu có đem để ở dưới đâu, đem thượng hết chúng sanh luôn. Không phải là một người mình làm không được đâu cưng, cả mình xuất gia cũng được, giữa xuất gia mà mình tu được chứng đắc rồi nó mới làm được, chứ còn nhân bên là không bây giờ làm được đâu. Chị cũng không làm được đâu cưng, chị nói thiệt luôn á, đừng có ai chỉ bán người ta. Bây giờ cuộc sống người ta để cho người ta yên ổn đi, chứ còn làm gì đâu có được đâu, tội chết luôn á. Chị mới cưng nói biết không, người ta đau khổ lắm á, còn cái gương mặt của Cường rất là có hậu. Nhưng mà con, cái thằng mà nó lấy rất là có hậu, có phước, nó rất là tầm tĩnh. Bởi vì mai mốt mà ai nó phát được là cái lời đúng chánh pháp đó, thì cưng nghĩ là một vị Bồ Tát quá thân xuống đó, chứ không phải mình mà nói được đâu. Chị đọc kinh mười mấy năm mà chị chưa có thuộc được nữa. Rồi các thầy mà giảng ha, làm bài, chị nói cưng nha, làm bài ha, làm bài xong ra chung cuốn sách ha, rồi đi học giáo lý ha, thầy mới nhìn cái đó. Thầy nhìn chung cuốn tập đó, thầy mới giảng ra cho Phật tử nghe là học giáo lý á. Thấy không? Còn cái này điểm về là tự nói không à, chứ đâu phải con Ben nó nói đâu. Đâu phải con Ben nó nói đâu. Trên trên nói đó, chứ con Ben nói đâu mà nói tầm bậy tầm bạ. Người thường mình giả mà được vậy, phải nói được vậy không? Các tụ nè, bây giờ chị con Ben cho cái người khác giả vô đi, đóng cái sòn như con Ben đi, rồi có nói được y như con Ben vậy được không? Chị cổng đi cả thế giới luôn á, chị cổng đi tới đâu cũng đi á, chị làm nhiêu tiền chị đưa cho người đó hết luôn á, chị nói thiệt luôn á. Cái tội nghiệp người ta, đừng có quỷ bán nữa, tội chết luôn á. Chị cưng làm gì là tội dữ lắm đó, mà cưng mình không thấy đâu, có nhân quả đến lẹ lắm. Thấy con Hằng không, con Hằng nhân quả đến đó, giờ Tết này nó ăn cái chung cái quà rồi, nó thấy không? Thấy không? Nó cái khẩu nghiệp nó ghê lắm, nó phạt nó tội tới 4 lần đó cưng. Chứ không phải vừa đâu, đừng có quỷ bán ai hết trơn á. Ai cũng là người thân mình, ai cũng là người quen mình không biết á. Thì cái chị thấy Bồ Tát quá thân xuống rồi, chị thấy rồi mà chị không có nói cho ai nghe hết trơn. Bà kêu mà nói là làm tao miếng nước gì. Chị người ta quá thân xuống cái nhà này, người ta bắt đứa con mấy tháng trời mất tích luôn á. Cái ngày, ngày nói 3 ngày nữa đại ba đưa hướng đi, đại ba đi lúc 12 giờ, lúc 12 giờ đại ba đi 4 hướng đi, rồi khắn là tự nhiên có tin được, đúng có tin được theo cưng, cho hỏi người, cái người quen luôn á, cái người chỉ chứng kiến thì thấy cái quỷ Bồ Tát nó xuống luôn á, cái người ta nói, ồ đúng rồi mẹ ơi, xuống rồi, cái chị này ha, với cái người bạn luôn, hai người tủ luôn, tủ mùa luôn, của chị này đang giàu lắm, đang có lắm, mà chị này nó không bận cưng, cưng gì nó cưng ngon hơn cái người này, con ngon hơn cái con nhỏ này. Con nhỏ này chứ không bằng con tuổi chứ nữa, còn sau này con trẻ già con ngon thiệt, bây giờ có thiệt con nó cưng. Nó trong vòng nay mới 10 năm, mười mấy năm thôi, nhiều đừng có nói nè, Bồ Tát bây giờ xuống nhiều lắm, quá y như mình luôn á, chứ không phải là như điểm đâu nha. Điểm là nó một nha, còn xuống là cũng nhiều lắm đó, chứ không phải gì nghĩ đâu nha. Bởi vì chị nói cho chị nghe nè, cái cưng làm cấp nấu cho những người đau khổ thì phước cũng lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Mà những cái clip nào người ta quỷ bán người nào mới cưng cắt đi, đừng có lên thiệt luôn, tự nhiên cưng cắt á, còn cưng lên hả? Dạ dạ
mấy cưng lên á, mấy cưng lên á là cũng như là mấy cưng quỷ bán mấy cưng luôn á. Thì cái trong trong cái clip của cưng làm mắt người ta không có thích đâu, hiểu không? Cái clip của cưng làm thiện á thì người ta mới thích, người ta mới nghe, người ta mới coi. Ôi cái thằng này nó hồi nó nghe lời những người ác nó làm ác thì thôi không có nghe cái clip của nó đâu, mà không có không tài trợ luôn nha. Người ta muốn tài trợ cho cái người hiền lương, cái người có đạo đức, có biết thương người, có biết đúng để phải để quấy người ta mới đến với mình, chứ không phải mẫu như người cường cường làm cái này á. Sao nghiệp báo ông cường lớn chứ không phải nhỏ đâu nha, chứ nó thật luôn á, phước báo rất là lớn luôn á. Mà mấy cường không có thấy đâu, mấy cường không thấy đâu, một cái bước cứ mấy cường nói một cái bước nó đi là Phật thì thấy hết. Bên tay mình ha, một ông dữ, một ông hiền, kia lên núi ấy, kia lên trăng chỗ chùa Pháp Pháp vậy ta. Bằng Pháp. Chùa Bằng Pháp. Chùa Bằng Pháp, cái ông thầy ông kể ông nói có cuốn kinh này dưới đất Phật là tôi không lấy cho. Cái này nó có ai đây? À, mà bây giờ cô đọc nha, một cái ông khác, ông hiền á thì đưa lên trên trời trên cung trời anh trển, còn cái ông ác đưa xuống nhìn dương ở dưới. Hả?